Tay ơi, I love you. Great. Cố lên. Yeah. Tuy là hôm nay mình không bắt được Monchet nhưng mà vẫn bắt được con Pokemon huyền thoại, đó là con Entei. Wow. Các bạn nhìn nè. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Lý Ba và hôm nay mình sẽ đi săn Monchet nha. Hôm nay là có cái event Monchet xuất hiện rất là nhiều luôn đấy. Có tới cái gym nào hình như cũng có Monchet hết. Và nó chỉ xuất hiện trong vòng có 3 tiếng à. Mà vì mình ngủ dậy trễ nên là mình chỉ còn 1 tiếng 19 phút để săn nó thôi. Bây giờ là đang 11 giờ 40 phút trưa. Nắng quá nắng luôn. Nhưng mà vì bữa trước mình có bắt con Regirock với lại con Raikou mà không có quay cho các bạn xem á, nên hôm nay mình sẽ cố gắng bắt cho được con này và có clip cho anh em xem. Ồ, nó kêu mình phải đi đến gần cái gym thì mới được. Nắng quá, nắng quá luôn. Đến cái chỗ đấu với lại con Monchet rồi, nhưng mà vì 12 giờ trưa đâu có ai đi bắt Pokemon đâu, nên là hình như nó không cho đấu sao á. Ồ, có một mình à, nó không cho đấu các bạn ơi. Thôi mình đi đến mấy cái chỗ khác coi thử. Không ai đi bắt Pokemon hết, chỉ có một mình thôi. Có lẽ là con Monchet mình không săn được rồi. Tại vì cái CB của nó 30 mấy ngàn. Mà vấn đề không phải là CB, cái vấn đề là nó không cho mình đánh một mình solo với nó. Nó phải có team. Tại vì nếu mà một mình solo với nó là nó bị out ra. Ngu người rồi. Công cốc 12 giờ trưa đi chơi gian nắng của mình là không thành công rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ đi đến cái gym ở bên kia coi thử các bạn nào qua đó giúp không. Mình cũng post lên trên cái group của mình để mà gọi hỗ trợ, nhưng mà chắc có lẽ mấy bạn đó cũng đâu rảnh như mình đâu. Wow. Trên đường đi thì cái trứng nó nở các bạn ơi, nở là con cừu. Ồ, thêm một cái trứng nở nữa nè. Thế rồi mình phải đi qua một cái chỗ giữ xe rồi. Ồ, nở ra Porygon. Porygon. No, con này mình phải chơi bằng hai tay rồi các bạn ơi. Ngồi xuống chơi với nó mới được. Ngu người. Chắc chắn là thành công. Ui. Chạy luôn rồi. What? Tình hình là Monchet nó xuất hiện khá là nhiều ở những cái gym. Nhưng mà vì nó không cho mình đánh một mình, với lại cái giờ xuất hiện của nó là nó chỉ xuất hiện tầm khoảng 3 tiếng trong cái khoảng từ 10 giờ đến 1 giờ thôi. Mà thời gian này thì những bạn ở Nha Trang chắc có lẽ là đi học hết rồi. Vì thế nên là sorry anh em, mình không có bắt được con Monchet. Mình phải đi từ cái đoạn ở bên kia sang bên này là mất rất là nhiều thời gian và nắng với lại khá là đuối luôn. Cũng cố gắng để đấu với lại Monchet và bắt nó nhưng mà không thành công. Tuy vậy thì mình cũng đã chuẩn bị để tập này vẫn có thể bắt được Pokemon huyền thoại. Đó là mình đã làm cái nhiệm vụ climb hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ climb từ dưới lên trên. Nhiệm vụ 7 ngày thì nó vẫn có tỷ lệ xuất hiện Pokemon huyền thoại luôn. Ok. Bạn phải climb cái 7 ngày trước hả? Chơi luôn. Được con gì đây? 2000 cái năng lượng, 20 bon, 3000 XP. Pokemon gì đây? Xuất hiện đi nào, nhanh lên. Ô, một con Entei các bạn ơi. Ô, mình để có Raikou rồi. Oh shit, 1400 CB, đổi bon luôn, đổi đồ chơi luôn. Wow, mới đã tập trung bắt nè. Yes, Entei. Ồ, nó ra rồi. Ồ, cho ăn trái cây khủng nè. Đây, trái nho màu cam.
chữ T ơi, I love you. Greek. Cố lên. Yeah. Tuy là hôm nay mình không bắt được Monchet nhưng mà vẫn bắt được con Pokemon huyền thoại, đó là con Entei. Wow. Các bạn nhìn nè, 1400 CB. Wow, quá dữ. Có thể nâng cái power lên nữa nè. Wow. Để mình nâng cái power lên coi thử bao nhiêu. Nó lên được gần 1500. Dữ rồi. Mình đã bắt được bộ gần, nói chung là có ba con thần thú đúng không, thì mình còn thiếu con Sukune nữa. Đây Raikou 1678 và Entei 1480 đấy, cũng ngon. Ok, bây giờ mình tiếp tục climb mấy cái này nữa nè. Đấy, các bạn cứ làm nhiệm vụ 7 ngày đi, anh em sẽ có được cơ hội bắt được Pokemon huyền thoại thôi. Con gì đây? Ồ, thì đây chỉ là một con Pokemon Gatti thôi. Trời ơi, quá nhường nhuyễn luôn. Quá nhường nhuyễn luôn. Yes. Nếu cứ cái đà này thì mỗi tuần là sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và bắt hết tất cả những Pokemon huyền thoại luôn. Chỉ có điều là những con như Monchet là mình không bắt được, bởi vì nó phải đấu gym. Và để kết thúc clip này thì mình sẽ tiến hóa con Machoke. Thì tối hôm qua mình để farm rất là nhiều cái Machop Candy để đủ 100 kẹo để tiến hóa nó. Cái chỗ này nó mát quá anh em ơi. Có lẽ là hơi gió nên anh em thông cảm nha. Hồi nãy giờ mình nói chung là đi buổi trưa thì nó nắng thiệt, nhưng mà ra biển nó mát cực kỳ. Cái không khí của nó khác cái máy lạnh ở nhà. Máy lạnh nhà nó mát nhưng mà cái gió này nó đẻ lắm. Mình muốn ngủ ở đây luôn á. Nhưng mà mình đâu có điên. Rồi thôi, chúng ta tiến hóa Machoke thôi. Yeah. Ồ, các bạn nhìn nè. Đấy. Tiến hóa luôn. Có thể là bao nhiêu CB nha. Wow, quá dữ. Hay lắm. 1719 CB. Nâng bao giờ lên thử. Nâng lên được nổi 1800 không? Nâng được thêm lần được lên 1800 này các bạn ạ. 1836. Đấy, tuyệt vời. Dữ rồi. Nếu mà so về CB là top 2. Thua con Regirock một tí. Regirock mình nâng power lên luôn. Đấy, sắp 1900. Đùa với lì hả? Ok, thì có lẽ video clip này mình sẽ dừng ở đây. Mình nghĩ là không phải là Nha Trang không có ai chơi đâu, mà là vì cái khung giờ này nó khắc nghiệt quá, nên là không ai giúp mình đấu với lại con Monchet. Chắc chắn là mình sẽ thành lập một cái team để đi bắt Pokemon và chơi Pokemon Go, để mình không phải đấu Pokemon một mình với lại mấy con huyền thoại nó không có cho. Yeah, và mong rằng các bạn sẽ thích video clip này. Nhớ like, share, đăng ký cho kênh YouTube Lỵ Bê Gaming. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và ok, bye. Yeah.